Giới thiệu với mọi người, đây là một cặp chóe chân cao, mẫu vẽ hình ảnh là Tứ Linh nền băng. Đây là hàng sứ men lam vẽ tay của bác Trà. Mình sẽ đo kích thước nhé, chiều cao của Đây sản con phẩm. ăn con mà chậm tí đó nhá. Cao là 70, cao là 68, 69 cm, cao 69 này. Vành bụng, vành bụng là 91. Cái mẫu chóe này thì vì cái thân nó rất là cao nhé, thân cao, bụng nhỏ, nhìn chúng ta nhìn cảm giác nó rất là thoáng. Ở chính giữa là hình ảnh chữ thọ này, ở chính giữa là hình ảnh chữ thọ này. Nền nền xanh toàn bộ như này chúng tôi gọi là nền băng. Ở bên dưới là hoa này, hai bên hông thì chúng ta nhìn nhé, ở dưới là hình ảnh lân này, ở dưới là hình ảnh lân này, trên là hình ảnh phượng hoàng này, hai bên nó sẽ đều giống nhau hết nhé, đều giống nhau hết, lân phượng hoàng này. Mẫu này mẫu vẽ Tứ Linh, đấy, phượng hoàng. Nền là nền băng, nền là nền màu xanh họa tiết màu trắng, màu trắng họa tiết này là màu trắng của xương sứ nhé, không tô màu lên bên trên thì nó sẽ ra màu trắng như thế này. Bên này là hình ảnh rồng và rùa này. Nếu như mà quan tâm đến cái mẫu này, mọi người vui lòng gọi điện, nhắn tin qua Zalo, chúng tôi sẽ báo giá chi tiết. Và những cái sản phẩm như này không phải là sản phẩm đại trà sản xuất nhiều, chính vì vậy chúng tôi sẽ không báo giá trực tiếp lên trên đây, bởi vì cái giá nó sẽ có thay đổi theo thời gian, mọi người hết sức thông cảm. Đây là phần nắp này, nắp thì được vẽ hình ảnh hoa này. Nếu như mà thực sự quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo nhé, để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Đây là dưới đáy này. Với cái hàng men lam này thì rất nhiều những khách hàng họ thích chơi giống cái hàng giả cổ. Chính vì vậy là dưới đáy của sản phẩm sẽ được chuyện những cái chữ nho hoặc là chữ tàu. Và mọi người nếu như mà thích chuyện chữ Bát Tràng thì chúng tôi cũng đều chuyện được hết nhé, tùy thuộc vào nhu cầu của mọi người. Bây giờ mình sẽ quay cận vào để chúng ta nhìn rõ nhất về cái sản phẩm này. Hiện tại thì mình đang quay cận vào cái phần thân của sản phẩm này. Thì đối với cái mẫu mà nền băng như này, thì để mà vẽ được cái họa tiết mà nó không bị lem vào cái phần trắng thì nó sẽ đòi hỏi cái tay nghề rất là cao nhé. Tay nghề rất là cao thì mình vẽ được kiểu như vậy. Và bình thường ví dụ nếu như mà tay nghề thấp thì chúng ta vẽ có thể là những cái màu xanh như này. Màu xanh này nó sẽ liếm vào, nó sẽ bị lem nhem vào cái phần nền trắng. Là những cái họa tiết sẽ không được rõ ràng. Đây hình ảnh phượng hoàng này, phượng hoàng kết hợp với cả hoa đào này, xin phượng hoàng một cái đuôi xòe xuống rất là rộng. Ở dưới này là hình ảnh lân này, dưới này hình ảnh lân nhé, này lân này. Đây mọi người nhìn cái màu trắng này là cái màu của bản thân của xương sứ, và khi mà không tô màu vào thì nó sẽ như vậy. Đây là hình ảnh rồng này, trên là rồng, dưới là rùa nhé. Trên là rồng, dưới là rùa. Đây cái nắp này, nắp sẽ vẽ hoa như này. Trong nắp đây. Đây, mình sẽ quay cận vào để chúng ta nhìn được cái nét vẽ nhé. Quay cận vào. Ở đây là hình ảnh rồng, đầu rồng đấy. Quay cận vào nhất để cho chúng ta cùng nhìn rõ được cái sản phẩm. Và cái nét vẽ tay thì chúng ta nhìn được đây nhé. Đây là những cái nét vẽ tay. Đấy, cùng là một người vẽ cùng một thời điểm nhưng mà vẽ cũng sẽ không được giống nhau 100% đâu. Sẽ có sự khác biệt. Đây là rùa này. Đây là rùa nhé.
Đây, chữ thọ này, chúng ta nhìn vào chữ này. Chúng ta xem mà tự cảm nhận. Nét vẽ nó rất là chỉn chu. Màu nào ra màu đấy, không lem nhem. Đây, hình ảnh Phượng Hoàng đây, chim Phượng Hoàng. Rất là rõ nét từ phần mỏ mắt và tất cả những cái đường viền này đều tách biệt ra hẳn cái phần nền nhé, không bị lẫn vào nền. Đây là lân này. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh và tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm. Mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ hơn nữa về những sản phẩm mà các bạn có thể là đang quan tâm. Nếu như mà xem xong những cái video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Hãy vào mục danh sách phát này. Mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.